Dự án nghỉ dưỡng Diamond Bay Nha Trang về tay Novaland. Siêu dự án nghỉ dưỡng Diamond Bay Nha Trang có quy mô gần 300 hecta với tổng vốn công bố trước đây gần 4 tỷ đô la Mỹ trước kia của Hoàn Cầu Group. Sau đó về tay Sunshine Group năm 2020 và hiện đã về tay Novaland. NovaWorld Nha Trang Diamond Bay là khu resort có quy mô lớn nhất tại khu Nam Nha Trang. Dự án có diện tích gần 300 hecta và tổng vốn đầu tư từng được Hoàn Cầu công bố tới 4 tỷ đô la Mỹ thì Diamond Bay Nha Trang được coi là khu resort có quy mô lớn nhất tại khu Nam Nha Trang. Theo thiết kế ban đầu, Diamond Bay Nha Trang sẽ trở thành thành phố nghỉ dưỡng trên biển đẹp và hoành tráng nhất từ trước đến nay của Việt Nam với trên 15 resort, hơn 15.000 phòng khách sạn, căn hộ resort và 4.000 biệt thự trên biển cùng nhiều hạng mục khác như sân golf, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí. Đến nay tại dự án Diamond Bay City, Hoàn Cầu Nha Trang mới hoàn thành được một phần gồm khu Condotel Diamond Bay, Condotel Resort, sân golf, Diamond Bay Golf và Villa và khu Diamond Bay Resort và Spa. Sau khi thâu tóm siêu dự án Diamond Bay Nha Trang, Nova Group sẽ phát triển Diamond Bay theo mô hình NovaWorld, quần thể nghỉ dưỡng phức hợp 5 sao có hơi hướng Venice với kiến trúc Địa Trung Hải. Tên chính thức là NovaWorld Nha Trang Diamond Bay được biết dưới sự đầu tư của Novaland, khu vực bãi biển Hữu Tiên sẽ được phát triển thành nơi nghỉ dưỡng vui chơi giải trí bậc nhất của khu vực. Dự án NovaWorld Nha Trang Diamond Bay sẽ ra mắt thị trường từ đầu tháng 8 tới với khoảng 8.000 đến 10.000 sản phẩm nghỉ dưỡng. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh dự án. Hotline 0909 910 884. Đội ngũ tư vấn viên của Mayzeal.com sẽ hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất.